Mỗi tháng, cơ sở này cung cấp 3 đến 4 tấn nấm các loại ra thị trường. Sản phẩm nấm không những có mặt ở các siêu thị trong nước mà còn đang được người tiêu dùng ở các nước khác như Nhật Bản ưa chuộng. Sản lượng cung cấp lớn, lợi nhuận mỗi năm tính bằng tiền tỷ. Ở mô hình trồng nấm này có gì đặc biệt? Mời bà con cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Đây là máy sấy bằng năng lượng mặt trời mới được chị Ngọc đầu tư. Thành phố Hồ Chí Minh có thời gian nắng trong ngày kéo dài, nhiệt độ luôn trên 30 độ C, thuận lợi cho việc phơi sấy các nông sản. Năng lượng mặt trời được biết đến là nguồn năng lượng sạch dồi dào và hoàn toàn miễn phí. Lợi dụng những ưu điểm này, chị Ngọc đã đưa nấm vào phơi sấy, tạo ra những sản phẩm nấm chất lượng tốt nhất và an toàn thực phẩm, đồng thời tiết kiệm được 50% chi phí. Tiết kiệm tiền, nó vừa hiện đại mà cái hàng nó là chất lượng nó kín và cái lượng sấy nó rất là lớn, cái lượng một cái nhà sấy diện tích nó bị lớn vậy là mình tiết kiệm hết toàn bộ diện tích, có thể sấy từ 100 tới 200 kg nấm. Trong khi cái lò sấy điện mình đầu tư tiền gấp đôi nhưng sấy chỉ được phân nửa sản lượng thôi. Và cái chất lượng không có đạt, không có thơm bằng cái sấy năng lượng mặt trời. Cái riêng dưới nấm là có nắng mặt trời là nó rất là ngon và thơm. Xuất khẩu qua Nhật là nấm mèo. Nấm mèo và nấm hương. Trong cái nấm mèo á, người Nhật thường nói là ăn 5 gram một ngày. Ở các món ăn nào cũng được, ăn 5 gram một ngày rất tốt cho sức khỏe. Cho nên cái thị trường nấm mèo của mình rất lớn, kể cả ở Nhật và ở các nước khác rất lớn. Hiện nay, việc trồng nấm sạch cung cấp ra thị trường không còn xa lạ với người tiêu dùng Việt Nam. Tuy nhiên, để xuất khẩu được chúng sang các thị trường khó tính, quả là không đơn giản. Vậy chị Ngọc đang sản xuất nấm như thế nào lại có thể sang các nước dễ dàng như vậy? Những bịch phôi nấm linh chi, đang cho nấm lần 2. 10.000 bịch phôi sẽ có 80 kg nấm đợt này, với giá bán 300.000 đồng một ký. Nếu bán đi, chị sẽ được 24 triệu đồng. Nhưng chị lại quyết định bỏ. Khi mình thu 3 lần thì cái sản lượng nó sẽ cao hơn, nhưng mà cái chất lượng nấm nó sẽ giảm dần. Tại vì cái lần thứ nhất thì dược liệu nó cao nhất, còn cái lần thứ hai đương nhiên nó sẽ bị sâu bệnh. Nó có những cái bào tử này nó bay đi rồi nó thu hút côn trùng về. Thì trong đây nó đã có trứng côn trùng rồi thì nó sẽ bị sâu bệnh. Rồi nếu mà muốn giữ lại hết được cái lượng 2 thì người ta phải xịt thuốc trừ sâu. Do đó ở đây không dùng trồng hữu cơ cho nên là không có dùng thuốc hóa học, không dùng phân hóa học. Cho nên là mình ngưng. Bình thường, một nhà nấm linh chi sẽ thu hoạch được 3 lần, nhưng khi trồng theo hướng sạch, chị chỉ thu duy nhất một lần. Chấp nhận bỏ lợi nhuận trước mắt, đến khi tạo ra được những cây nấm sạch chất lượng, lúc đó giá bán sẽ cao, chị đã bù được số tiền này. Những cây nấm ở đây cứ thế phát triển tự nhiên, không có sự can thiệp của phân hóa học hay thuốc bảo vệ thực vật. Tại vì nấm nó rất nhạy cảm, khi em trồng mà không hữu cơ, em dùng phân bón hóa học thì nó có hai thứ. Thứ nhất là cái nấm nó hút những cái hóa học đó vào trong người nó thì nó hết có cái giá trị mà dược liệu của nó sẽ bị giảm. Cái thứ hai nữa là khi em trồng em xịt phân hóa học, mình xịt phân hóa học được các thứ đó, thì cái con côn trùng nó sẽ càng ngày nó sẽ càng kháng lại cái bệnh đó, thì cái lượng xịt sẽ tăng lên và sẽ làm cho cái môi trường ở đó nó sẽ không tốt và đất ở đó nó cũng sẽ không tốt. Còn mình trồng hữu cơ thì mình không sử dụng thì mình làm mọi cách để không sử dụng thì cái môi trường nó sạch, nó sản phẩm nó an toàn. Chất dinh dưỡng để nấm sinh trưởng đến từ bột cám, bột bắp, phân trùng quế. Thì trong đây á, đang lúc ủ á, thì sẽ có là vôi với lại mặt cưa thôi. Thì các bạn thò tay vô trong này sẽ thấy là rất là nóng. Đây là nó có thể bốc khói, rất là nóng. Rồi cái đống ủ này thì nó sẽ khử trùng một số cái nấm mốc và nó sẽ làm gai mặt cưa. Đây các bạn có thể thấy nè, đây là bột cám, bột bắp nè. Sẽ phối trộn chung với lại cái mặt cưa đó để làm dinh dưỡng cho ấy. Còn đây là phân trùng quế nè. Thì trong đây, trong cái phân trùng quế này mình thêm những cái chế phẩm giống như chế phẩm ở em vậy đó. Để mình đưa vô cho
để mình làm dinh dưỡng cho làm phơi nấm. Chất trong sạch, chị sử dụng chúng làm nguồn phân hữu cơ để trồng rau. Một công đôi việc, ngoài sản phẩm chính, chị còn có thể cung cấp ra thị trường những cây rau sạch an toàn vệ sinh thực phẩm. Mỗi năm từ nấm cung cấp ra thị trường 15 tấn. Sau khi có được thị trường ổn định, trang trại nấm Việt đang liên kết với hơn 100 hộ dân. Mô hình trồng nấm sạch đang giúp bà con vùng đất Củ Chi làm giàu.